Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam Hội nhập. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của nông dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Trong việc canh tác lúa, điều kiện khí hậu cũng tác động mạnh mẽ đến mùa màng, thu nhập và an ninh lương thực của bà con. Chính vì vậy, việc tìm kiếm các giống lúa thích ứng với điều kiện khí hậu để luôn có mùa màng tốt tươi là trăn trở của những bà con nông dân và những cán bộ nông nghiệp nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau tại huyện Yên Bình, Yên Bái, tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Từ nhiều đời nay, lúa gạo là nguồn lương thực chính của bà con nhân dân xã Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái. Do địa hình đồi núi và nguồn nước thiếu, các khu ruộng trồng lúa nước ở nhiều vùng miền núi như Yên Bình rất dễ bị tác động bởi những yếu tố bất lợi từ môi trường, nhất là trong những năm gần đây, với việc gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như rét đậm rét hại, mưa lớn, bão, lụt, hạn hán dẫn đến sạt lở, ngập úng hay làm khô hạn các cánh đồng trồng lúa nước. Cơ cấu mùa vụ thay đổi khiến cho dịch bệnh bùng phát. Nông dân thiếu thông tin và kỹ năng để có thể điều chỉnh được giống lúa và hệ thống canh tác cho phù hợp. Việc chuyển đổi cơ cấu giống sang trồng lúa lai một mặt góp phần tăng năng suất lúa, nhưng trong quá trình sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế và không phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số như đầu tư cao. Nông dân mất dần kinh nghiệm giữ giống và canh tác các giống bản địa đã được tích lũy bao đời nay. Trước thực trạng canh tác các giống lúa lai gặp nhiều bất lợi như vậy, nên bà con nông dân của Yên Bình rất mong muốn tìm được một hướng phát triển mới cho đồng ruộng của mình. Có người thì đã bán đất để xây dựng nhà cửa, nhà xưởng, có người thì đã canh tác cây trồng khác, nhưng đa số bà con vẫn luôn mong mỏi quê hương mình có được giống lúa thuần, chất lượng cao, thích ứng với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương nhằm đảm bảo giá trị kinh tế và duy trì an ninh lương thực trên địa bàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện hội nhập ngày hôm nay để ghi nhận những tín hiệu đáng mừng từ những nỗ lực giúp đỡ của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững SRD và Tổ chức Nâng cao Năng lực Cộng đồng khu vực Đông Nam Á. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững SRD là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hiện đang triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo nhằm giúp họ thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và quản lý sinh kế một cách bền vững. SRD đã đạt được những thành công đáng kể nhờ áp dụng phương pháp tiếp cận một cách tổng thể ở tất cả các cấp, từ hoạt động xây dựng năng lực cấp cơ sở đến vận động chính sách cấp toàn cầu. Được sự tài trợ của Tổ chức Nâng cao Năng lực Cộng đồng khu vực Đông Nam Á, CIRAI, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững SRD hợp tác với các đối tác Cục Bảo vệ Thực vật, Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm và Chi cục Bảo vệ Thực vật 5 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa thực hiện dự án đưa lý thuyết vào thực tiễn, mở rộng quy mô quản lý đa dạng sinh học của người dân đối với an ninh lương thực. Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2012 đến năm 2015 với mục tiêu nâng cao năng lực cho nông dân để có thể kết hợp các kiến thức bản địa với các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm lưu giữ và phát triển đa dạng nguồn gen cây lúa. SRD đã trở thành cầu nối giúp cho nông dân và các cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và cơ quan quản lý của 5 tỉnh xây dựng cơ chế hợp tác để cùng tham gia vào công tác bảo tồn và chọn tạo các giống lúa mới, thích nghi điều kiện đặc thù của từng địa phương. Đối với những khu vực vùng sâu vùng xa họ rất là khó khăn trong việc đi lại vì việc tiếp cận các cái nguồn giống lúa có chất lượng vào những cái thời điểm cần. Khi mà xảy ra thiên tai như vậy thì bà con không biết là tìm kiếm giống lúa nào cho phù hợp với cái đồng đất của mình và cái nguồn giống ở đâu. Đấy là cái mục tiêu mà chương trình chúng tôi hướng tới. Khi triển khai chương trình, đối tượng mà dự án đặc biệt hướng tới đó chính là chị em phụ nữ, những người trực tiếp quản lý và chăm sóc đồng ruộng của gia đình mình. Thông qua các lớp học, hàng tuần, chị em được tập trung lại cùng nhau thực hành ngay trên ruộng lúa, thảo luận và đưa ra các đánh giá, quyết định đối với ô ruộng nghiên cứu do mình quản lý, dựa trên chính thực tế quan sát đồng ruộng. Thì chúng tôi rất là hy vọng là chúng tôi sẽ đào tạo được những nữ nông dân nòng cốt trở thành những tuyên truyền viên, thúc đẩy viên tích cực trong cộng đồng để giúp cho các chị em phụ nữ khác trong thôn khi mà chưa được tiếp cận chương trình sẽ nắm bắt được các cái kiến thức và có thể nhân rộng tại địa phương. Đã có những cái tín hiệu rất là khả quan về cái việc là phát triển bền vững. Tức là hiện tại là bà con nông dân là người ta đã tự coi như chủ động trong những cái hoạt động nghiên cứu đồng ruộng về những cái công việc khác nữa. Đây là những hình ảnh đầy ấn tượng trong vụ thu hoạch lúa mùa năm nay của Yên Bình. Những giống lúa đã được nhóm nông dân thử nghiệm thành công này đã bắt đầu nhân rộng trong cộng đồng. Đây cũng chính là bằng chứng thuyết phục nhất thu hút bà con sử dụng những giống lúa thuần do chính mình chọn tạo ra. Cái diện tích mà đất nông nghiệp
sẽ không gia tăng, trong khi đó con người thì phát triển và cái sản lượng lương thực rất là cần thiết và cũng rất phấn khởi. Qua các cái vụ mùa rồi vụ chiêm xuân thì bà con cũng đã lựa chọn ra các cái loại giống lúa, chọn tạo giống mới có năng suất phù hợp với cái điều kiện khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng cũng như là đem lại cái giá trị cao. Trước đây, những người phụ nữ này quanh năm chân lấm tay bùn, nay đã quen với việc ghi chép, kẻ bảng và so sánh các thông số một cách khoa học để chọn ra những giống lúa phù hợp với đồng đất quê mình. Họ đang trở thành những nhà khoa học thực thụ từ đồng ruộng của mình. Họ cũng tích cực chia sẻ với nhau hiệu quả từ việc nghiên cứu và ứng dụng các dòng giống lúa do Viện Lương thực và Cây thực phẩm cung cấp để trồng thử nghiệm trên đồng ruộng của gia đình. Thì hàng năm gia đình tôi thì cấy giống lúa Đài Trung Quốc thì mất khoảng độ 100.000 tiền giống. Thế hiện nay thì tôi áp dụng cái chương trình cải tiến SRG này thì tôi hết khoảng độ 3 lạng. Đấy, đã giảm cái giá giống thì coi như là chỉ mất khoảng độ 3.000 đồng một cân giống, đã giảm được khoảng gần 100.000. Sau quá trình thử nghiệm trên các đất khác nhau để đánh giá tính ổn định, bà con nông dân ở đây đã chọn được 4 giống lúa thuần phù hợp với điều kiện khí hậu của xã Bảo Ái. Đặc biệt có 2 giống lúa cho năng suất ổn định khi trồng tại các ruộng phụ thuộc nước trời. Nhóm nông dân đã tổ chức nhân giống và trao đổi giống cho bà con lân cận, cũng như chia sẻ kinh nghiệm canh tác giống lúa này trong cộng đồng. Trong công tác chọn tạo giống lúa mới, thì sự đóng góp của người dân là vô cùng quan trọng. Bởi vì có sự đánh giá chi tiết của người dân thì chúng tôi mới khẳng định được cái sự thích ứng của các giống lúa mới tại các vùng sinh thái khác nhau. Trong quá trình huấn luyện, nhóm nông dân cũng được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật chọn dòng phân ly để phát triển được giống mới theo tiêu chí do chính bà con nông dân mong muốn. Sau quá trình nghiên cứu từ vụ xuân 2013, một kết quả rất đáng tự hào của nông dân khi chọn ra được 2 dòng lúa thuần thế hệ F8 phù hợp với điều kiện khí hậu cũng như cho năng suất cao. Thành viên trong nhóm đang tiếp tục lên kế hoạch đưa 2 dòng này khảo nghiệm ở các trên đất khác nhau trong địa bàn xã để đánh giá tính ổn định. Thế Viện Cây Lương thực có mang cho tôi một giống lúa, đây là CH19. Giống lúa này thì vừa chịu hạn tốt, giống được sâu bệnh hại lúa. Song song với việc tham gia chọn tạo các giống lúa thuần mới để đa dạng cơ cấu giống lúa tại đồng ruộng, thì có một thành công rất đáng tự hào của dự án lần này là bà con nông dân đã phục tráng thành công giống lúa nếp bản địa mà trước đó có nguy cơ mai một. Chúng tôi đây kể cả những người già nói rất là vui mừng vì cái chuyện là biết cách phục tráng, biết cấy một rảnh. Ngày xưa cứ cấy 4-5 rảnh, nhưng bây giờ là được cấy một rảnh. Một rảnh thì thôi mà để ra cấy, nếu mà chăm sóc tốt để ra rất nhiều bông. Chúng tôi rất tự hào. Cái cây nếp cái này là nó từ đời nào chúng tôi không biết. Nhưng mà từ ông cha bố mẹ, ông bà bố mẹ bọn tôi cấy để nuôi bọn tôi thì bọn tôi cứ phải chỉ vì nó ngon. Nó không có cái loại nếp nào mà thay thế nó được, nên là bọn tôi cố giữ đến ngày hôm nay. Dự án đưa lý thuyết vào thực tiễn, mở rộng quy mô quản lý đa dạng sinh học của người dân đối với an ninh lương thực, không chỉ nâng cao vị thế và phát triển những giá trị, khả năng sáng tạo của người phụ nữ, của người nông dân trên đồng ruộng, mà còn tác động khá lớn đến đời sống tinh thần và bảo tồn những giá trị truyền thống của bà con dân tộc thiểu số trong việc gìn giữ một sản vật thường xuất hiện trong các nghi lễ tâm linh của bà con dân tộc thiểu số huyện Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự giúp đỡ tích cực của các tổ chức phi chính phủ, bà con nông dân tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã bước đầu thành công trong việc giữ gìn bảo tồn các giống lúa bản địa, chọn tạo các giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu. Ở đó, sự giúp đỡ của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững SRD và Tổ chức Nâng cao Năng lực Cộng đồng Đông Nam Á đã giúp nhà nông Việt Nam có sự chủ động, tự nghiên cứu khoa học trên chính đồng ruộng của mình, sẽ tiếp tục mang đến nhiều kết quả tốt đẹp hơn sau dự án này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.